Gần đây có nhiều người kêu tôi vẽ áo dài ghê, với lại cũng sắp 20 tháng 11 rồi nên vẽ áo dài là quá hợp lý. Trước hết thì phải vẽ cái body bén nha. Mấy bà có thấy hoa hậu không? Ba vòng chuẩn thì mặc áo dài mới mềm lem được. Tại vì áo dài thì hầu như nó ôm sát người mà. Cái tà áo thì tôi sẽ cho nó bay bay để nhìn nó tha thước hơn. Khúc này thì vẽ nhẹ nhẹ cái tay thôi. Kế đó tôi sẽ lên màu cam cam cho cái áo dài này. Tôi định là sẽ tô cái áo này nó nhạt nhạt nhẹ nhàng thôi. Để tạo khối cho phần ngực thì tôi sẽ chừa sáng ở đây. Còn nếu mà không muốn có ngực thì mấy bà cứ tô đều phẳng lì nha. Nhấn thêm chút xíu ở dưới chân ngực nữa để nhìn nó này nọ hơn. Phần còn lại chủ yếu là thêm chi tiết mắt mũi miệng tóc tai. Nói chung là vậy là xong rồi đó. Mấy bà cứ làm theo tôi đi. Còn cái chuyện nó ra hay không ra thì không biết nha.